Này thì xem trước cái database đã, chúng ta vào Navicate này, chúng ta mở cái DB ra, ngó xem là cái phần hiển thị menu nó là kiểu dữ liệu gì. 1706 này, category đây, đây is menu đúng không? Chúng ta quay nào ngoài ngoài menu, chúng ta tích vào là is menu này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quản lý nó ở đây bằng cách là nhét vào đây một cái checkbox, hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể là tìm một cái switch, jQuery switch. jQuery switch button toggle switch. Đây ví dụ như này thì on off kiểu như này có được không, hay là dùng cái khác? Tôi thử dùng cái thằng này nhá. Để tôi coi nào, nó có cái gì nào. Switch button CSS, switch button JS, main CSS này. Ở trong kia thì sẽ sao không có use nhỉ? Sao không có cái gì ta? Đây, kiểu dạng như này. Toggle switch. Checkbox. Ui rồi, phải làm mới á. Thôi, này để tìm sau đi. Thì chúng ta sẽ mở cái RAM, mở cái view ra. Ở research này, view này, admin, get và ở index. Đây, ở cái index này chúng ta có cái phần hiển thị menu là đằng trước cái đằng sau danh mục cha đúng không, danh mục cha đây, get parent name đây. Cái này là cái switch, cái hiển thị menu đây. Chúng ta có gì ở đây? Chúng ta sẽ có a cộng if, element cho đến is menu, and if, tức là nếu mà chúng ta có cái tham số is menu của cái element đang được set đấy mà nó bằng một, nếu thích thì chúng ta set cho nó bằng một vào đây cho nó chắc ăn, thì chúng ta sẽ có cái thẻ span có class bằng, không biết là có cái check nào nhỉ? Còn cái xong đi. Được chưa? Xong thì bây giờ chúng ta sẽ vào full awesome. Full awesome tìm cái check. Check button. Check. Dùng này nhá. F3, cách F3 check. Đây thẻ y, không phải thẻ span. FA cách FA trừ check. Còn nếu mà chúng ta thích thì chúng ta có thể là a cộng thêm cái else. Chúng ta có thể là y L, thì chúng ta có y có class bằng là fa cách fa trừ ban. Ban là cái hình tròn có gạch ngang này, đây là ban. Được chưa? Test. Được chưa? Check ban. Nếu mà cần thiết căn vào giữa chúng ta sẽ có class, đây là text trừ center của bootstrap này. Xong ở đây cái check này chúng ta sẽ có là text trừ succeed để chuyển nó chữ sang màu xanh, còn ban này chúng ta để màu đỏ đúng không, text trừ danger sang màu đỏ. Chúng ta để là fa 2x để cho chữ nó to, cái icon nó to lên một chút.
Đây là kết quả. Ồ, sao căn giữa cơ mà, sao chẳng thấy căn giữa gì vậy? Ở đây căn giữa thật nhỉ, căn rồi. Thế sao cái hiển thị menu kia lại bị lệch nhỉ? Tiêu đề này thì sao lại bị lệch? À đây, tiêu đề nó là căn trái à? Thôi kệ nó, kệ nó đi, chúng ta cũng bỏ cái 2 đến 480 của nó đi. Xếp xuống. Đấy, cái nào hiển thị ở menu thì nó sẽ là cái nút này. Cái nào không hiển thị thì là nút này. Biết rồi, từ từ. Chúng ta còn phần danh mục tra này lấy ra rồi đúng không? Danh mục tra lấy ra rồi. Ok. Tiếp theo đến update. Xong đến đây chưa? Tôi đẩy code lên nhá. Được chưa nhỉ? Đó, update nhá. Bấm update này. Bây giờ hôm trước chúng ta đã gặp vấn đề là chúng ta bấm vào đây. Tên đã tồn tại đúng không? Sửa cái này chưa nhỉ? Sửa rồi đúng không? Đây, lưu rồi đây. Thì bấm 2 lần mới được, kệ nó. Để chúng ta tính sau. Bây giờ cứ chúng ta còn thiếu một bước nữa. Kể cả phần thêm lẫn là cái phần phần sửa này chúng ta còn đều thiếu. Thiếu ở một chỗ đó là chúng ta chưa có validate ở phía server đúng không? Chúng ta kiểm tra xem có chưa. Vào app HTTP meet request này, chúng ta chưa có validate dữ liệu trên phía server. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải tạo ra một cái file request nữa để validate cho server ở phía server, chứ không thể là chỉ có tin tưởng vào JavaScript được. Chúng ta sẽ mở command line lên, chúng ta gõ là php artisan make request 2 chấm save category request. Enter rồi. Xong. Chúng ta có thêm file save category request đúng không? Chúng ta vào đây để sửa cái authorize sang là true. True thì chúng ta có gì? Có gì? Name là gì? Name bằng gì? Require không nhỉ? Name require unique. Thế tèo chắc. Bởi vì update, khi mà nó update lên ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ query cái dữ liệu mới up lên với database, thì chính bản thân nó có tên giống hệt đúng không? Cho nên sẽ báo fail ngay. Bây giờ chúng ta cứ để cái require đi đã, thử theo ý bạn nhé. Require này và unique nhá. Public function exit nữa. Return. Name.require vui lòng điền tên. Unique
Nhập tên, nhập đường dẫn. Được chưa? Sau đó là chúng ta sẽ copy cái này vào trong kia. Và mở cái file gì nhỉ? File để lưu cái category controller. Thì ở đây là category controller, cái hàm xếp rồi. Use đã. Use app http request save category request. Rồi. Xong rồi nào. Được chưa? Save category request, copy cái này vứt xuống dưới cái hàm check, cái hàm save ấy. Đây hàm save này, thay cái request này bằng cái request này. Cái này tôi dạy rồi đúng không? Được chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ test thôi. Ở cái màn hình kia tôi đã viết cái, ở cái form tôi đã viết cái error chưa nhỉ? Hình như là chưa. Đây. Chúng ta sẽ tiến hành là if a cộng if biến error trừ cái gì nhỉ? Quên sử rồi. Hả? Cao error đúng không? Cao đô la error sc như này đúng không? Lớn hơn 1 thì đây là a cộng n if trước đây. N if này. Đây là thẻ span class và take trừ danger. Take danger thì nội dung. Nội dung sẽ là error trừ first của name. Được chưa? Test phát nha. Thì chúng ta sẽ tiến hành vào đây, chúng ta tạm thời comment cái get form này vào. Tạm thời comment này vào để cho nó validate bằng put again. Ừ. Tôi nói rồi còn gì? Luôn luôn khi mà làm thì phải validate cả ở hai phía. Cả phía client lẫn phía server. Để cho nhớ người ta tắt JS đi thì mình tèo. Trình duyệt hoàn toàn tắt được JS nhé. Cho nên là các bạn đừng chủ quan. Được chưa? Test cái chắc là chạy thôi.
reload này. Build. Ôi giời ơi. Validate rule unique require at least one parameter. Hả? Cái gì mà vừa check? Đâu? Ừ, đây à? Lớn không? Cái này không phải lỗi đấy. Không phải lỗi đấy. Count parameter, count validation rule unique require at least. À đây đúng rồi. Lỗi của tôi. Laravel validation. Lỗi của tôi đấy. Unique nó còn thêm một tham số nữa. Đây rồi, unique 2 chấm bảng, 2 chấm tên bảng, ý quên. Unique này. 2 chấm tên bảng là bảng gì nhỉ? Categories này đúng không? Đấy, vậy đúng, quên. Giá cả. Được chưa? Để chúng ta test lại. Reload. Úi giời ơi, error. Tôi thiếu chữ S gì? Đây. Đây, vui lòng nhập đường dẫn. Pass rồi. What? Đây, vui lòng nhập đường dẫn ta. À đây. Tên bị trùng. Tên danh mục đã tồn tại. Như này cho nhanh. Nhầm đấy. Đúng không? Mặc dù là chúng ta tự update chính nó, nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta xếp chẳng sửa cái gì, xếp nó xuống thì nó luôn luôn báo là tên danh mục đã tồn tại đúng không? Chúng ta đang hướng cây okay này. Bây giờ làm sao để pass qua nó? Thì ở trong cái phần validation này nó cũng có giới thiệu chúng ta một cái phần là rule. Ignore. Đây rồi. Chúng ta có thể viết như này được. Đây là tên cái name đúng không? Name của ví dụ name của cái input này. Đưa ra để name vừa require mà lại là vừa rule unique cho bảng là bảng user, đây là bảng của nó là bảng user. Ignore user cho đến ID. Được chưa? Thì chúng ta nghĩa là sao? Tức là nó check unique ở trong cái bảng user trừ cái record ở trong DB có cái ID bằng cái ID truyền lên. Được chưa? Check hết, còn lại là check hết. Thì chúng ta sẽ xử lý cái này như sau. Chúng ta sẽ xử lý như sau. Require này phải xuống dưới này. À, cái này trên này chúng ta phải, đây tôi viết lại nhé, bằng một cái mảng. Và đây là một cái mảng. Enter xuống. Sau đó trong này tôi viết là require này. Sau đó là rule unique, bảng là bảng category. Ignore this cho đến ID. This ở đây nó chính là cái request các bạn nhá, lưu ý. This ở đây nó chính là cái request. Như bình thường chúng ta có lại dollar request cho đến ID đúng không? Thì ở đây chúng ta sử dụng là this cho đến ID là được. Cho tiền à?
Có ai không chăm cho mình vợ tí về ra đây mình cũng chả. Ai đâu cả. Không biết không biết tôi bày tỏ cái chuyện chả không. Đã, tôi cứ mang về đây chả. Này. Có tài khoản thì là tài khoản nhá. Này nhá. Tôi chẳng bao giờ mang tiền mặt cả. Rồi, được chưa? Test cái nhá. Vẫn như cũ này, chúng ta chẳng cần reload thì cả, lưu xuống. Pass luôn. À cái này thiếu ru. Cái này chúng ta sẽ phải thêm use thêm cái này vào. Illuminate validation ru. Add thêm cái này vào trong cái phần request của chúng ta. Đây chúng ta tạo áp dụng một cái rule mới, custom một cái rule cho thằng Laravel này. Được chưa? Ở đây cái đoạn này ý nghĩa của nó là áp dụng cái rule unique cho bảng category với dữ liệu của field name và bỏ qua, ignore là bỏ qua cái bản ghi ở trong cơ sở dữ liệu nào có cái giá trị ID bằng cái ID từ form gửi lên. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành là reload trang. Xếp được là cái chắc. Được chưa? Xếp được là cái chắc. Nhưng nếu bây giờ chúng ta copy cái bóng đá này. Copy cái bóng đá này, thêm. Bấm vào đây. Được chưa? Xong rồi chọn cái gì đấy. Lưu xuống. Chết chắc luôn. Tên danh mục đã tồn tại. Được chưa? Sẽ bị lỗi ngay. Xong nhỉ? Bởi vì ID ở đây nó đang bằng mấy? Bằng null. Cho nên là nó sẽ quét qua tất cả các bản ghi ở trong cơ sở dữ liệu của mình. Mà bóng đá đã tồn tại rồi, cho nên là chúng ta sẽ không thể nào mà pass qua được cái rule kia. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây có một điều này. Đó là cái tên danh mục này, nãy tôi vừa mới điền bóng đá vào xong rồi save lên phát ở xuống này nó bị mất đúng không? Được chưa? Khi mà chúng ta làm cái giao diện, chúng ta luôn luôn mong muốn là cái gì tiện nhất cho người dùng. Thì ở đây chúng ta đang có là khi mà submit lên nếu mà bị lỗi back trở lại cái màn hình này thì chúng ta vẫn phải giữ lại được dữ liệu cũ cho người dùng. Thì chúng ta có cái như sau. Ở đây các bạn có input, có value bằng model cái gì gì đấy, chọn đến name đúng không? Được chưa? Ở đây chúng ta copy và cắt luôn cái này đi. Cắt đi. Chúng ta sẽ có là O. Hàm O. Hàm O của model chọn đến name phải null. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là như này. Chúng ta hàm O là lấy lại giá trị cũ trước khi submit form lên. Nếu mà có giá trị ở đây thì nó sẽ hiển thị lại cái giá trị cũ lúc đấy. Còn nếu không thì không có thì nó sẽ bằng null. Tôi test lại, ví dụ tôi để đây là bóng đá. Lưu. Ôi giời ơi. Quanta parameter. Chắc là không có cái nút này rồi. Chờ đi nhé. HTML special expect parameter 1 to be string array given. Our name array from array. Chờ đi nhé. À đây 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 đây. Cái này chứ O. O name. O là name. Giá trị là model và element này. Model. Model cho đến name. Đây. Vết chữ bóng đá vào đây. Chúng ta vẫn giữ được bóng đá đúng không?
và hiển thị thêm là tên danh mục đã tồn tại. Đây là cái đoạn này để giữ lại được cái tên cũ của chúng ta, cái giá trị cũ của chúng ta. Sao có ai bị lỗi không? Anh báo cái lỗi ấy là gì? Khoảnh. Đấy. Rồi, xếp rồi. Xếp rồi. Đấy, lỗi đi. Rồi, xếp rồi. Thank you.
giờ các bạn đang liên tiếp cho tôi cái thằng mà lạc sắc tạm ơn sắc cho tôi không thế mày đi xin sau đó thì ông vay hết xong sắc thì tìm cách vay đến những dạng ảnh của thằng Imit nhá. Cái Imit đấy chúng ta sẽ được phép là không góp ảnh hoặc nhớ này, được phép không góp ảnh hoặc nếu đã ảnh thì phải là những dạng ảnh thì mới cho phép, không thì thôi. Yên nhà
8 tầng chưa? 8 tầng chưa? Sợ thật. Mình cứ đi nghiêng nó phải đúng. Đại trưởng. Kinh dị. À, thằng Nghị nó gọi đâu nhá? Nghị nó gọi đi. Sao? Công ty nó ở ngay tầng. Ngay dưới tầng. Được dưới tầng. Chỗ gần tòa nhà kinh tế. Không nhớ có ai bay lên xong cái slot chưa? Phải không nhá? Phải nhá. Check in. Đã xong slot chưa? Slot. Đã đi viết slot của khác vào sẵn. Bỏ một cái ngang đảo. Mà chờ chờ. Copy your slot của khác vào tất cả đây chứ. Làm gì đây? Nhảy ra lỗi. Nhảy ra lỗi gì? Cứ nhảy ra đúng không? Ừ. Ra. Tao không ra. Pin. Mày đã hiển thị lỗi chưa? Rồi ra. Đây à. Nào. First name. Tìm, tìm cái gì mà tìm? Mày có nhìn vào đâu mà tìm? VP bay nhỉ? Chi nhánh Hà Nội à? Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ghi lẽ rồi đấy. Ghi rõ ràng rồi. Vào đây ai đọc được cái đấy? Thành phố Hồ Chí Minh. Mày làm gì trong đấy? Mày có tài khoản? Em làm cái demo của chúng nó ấy. Thì chi nhánh chính phủ nó là gì? Làm ở bên Hồ Hoàn Kiếm. Chi nhánh này là Timo là thẻ gì? Nó là kiểu tất cả kiểu nó là thẻ đi cũng kiểu thẻ của bọn rút tay này. Phải rút tiền từ cây lạ, mất tiền từ chuyển tiền cho ngân hàng khác không mất tiền. À. Để giao dịch quốc tế không bị mất 1% phí. Chờ đi, chờ đi. Rồi xong rồi nhá. Sao?
cái gì vào thôi. Các vị sư thầy xong chưa? Chữa luôn nha. Cái gì đây? Cái gì đây? Nó bảo không tìm thấy. Lại giống là kia. Cái kia. Xuống hỏi đồng đội nhanh lên. Nhanh lên. Gọi nó lên. Slack này. Lên giúp nó đi. Xuống hỏi đồng đội ngay. Tiếp. Ảnh là vai đến bằng cái gì? Hở rõ, hở hài. Này dùng cái gì? Như này thôi gì? Chắc vậy. Rồi xong. Đây là phần validate cho các cái field khác còn lại. Name, slug, emit. Chúng ta chỉ có validate mấy thằng này thôi. Xong chưa? Bây giờ sẽ ra cái form này viết vào, nhét vào xong. Đây copy note cái phần này. Đấy. Lợp vãi trưởng. Xong. Đây chúng ta vai đến nốt cho ảnh và cho Slack. Slack thì dễ rồi. Ảnh của chúng ta đây. Ảnh của chúng ta là image, trở đến image. Cái định dạng của nó là nhận tất cả các thể loại ảnh trong này. Thế xong. Và chúng ta sẽ ra cái form để chúng ta hiển thị là cái span ở dưới cái span là text danger ở dưới cái hình như tôi để nhầm. Ở dưới cái này chứ. Input file. Được chưa? Tôi đẩy code lên nhá. Thế là xong. Xong chưa? Rồi. Thế là chúng ta đã tạm thời hòm hòm về cái phần cái gì mà chưa lưu được? Thầy sẽ cho ba lên bằng một đi. Đây. Đây. Bách lại nha. Tôi không nhớ lắm đâu. Rồi bóng đá nhá. Rồi, bỏ cái này đi đúng không? Đúng chưa? Lưu xuống. Vẫn đây là đúng rồi, vẫn còn. Rồi ok, để xem. Chúng ta sẽ dd ra cái dd của dd ra cái biến request cho đến name của thằng này là cái gì nhỉ? Is menu
Đây, name của nó là is menu nhá. Submit lên. 1. Được chưa? Back lại. Chúng ta untick nó đi. View. Null. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ, nếu mà từ từ đã, model. À, copy cái is menu này vào trong cái category. À đây, is menu fill rồi. Rồi, hiểu. Đấy. Sau khi fill này, chúng ta sẽ có là $model cho đến is menu. Nó bằng với request cho đến is menu bằng 1, thì nếu bằng 1 thì bằng trả về 1, còn nếu không thì trả về 0. Được chưa? Rồi xếp xuống. Reload. Đây. Xong ban chưa? Trang. Đây. Khổ lắm. Đây, tích vào đây. View xuống. Bên này lại sao check. Xong chưa? Thực ra là vẫn còn một phần nữa chứ chưa hết được, đó là chúng ta cần phải xử lý cái việc là cha con nhiều cấp ở trong cái phần danh mục này. Thì tôi sẽ tạm thời tôi cho các bạn một cái hàm trước nhé, tôi cho các bạn một cái hàm trước, các bạn về các bạn nghĩ giải pháp, nếu hôm sau hôm chủ nhật tới các bạn chưa nghĩ được tôi sẽ chữa cho các bạn, được chưa? Tôi cho các bạn một cái hàm để các bạn về các bạn suy nghĩ trước xem nó có nghĩ được không. Hàm này hàm dùng để quy. Từ cho tí. Đây rồi, hàm này. Cho cả hai hàm đi. Các bạn có cái helper rồi đúng không? Đấy, helper này, util này. Dạ, tôi viết cho các bạn hai cái hàm ở đây. Một là hàm get option. Hai là cái hàm get in array. Đây là hai hàm. Hàm này dùng để quy này. Đấy chưa? Hàm này dùng để quy. Còn hàm này dùng để kiểm tra một cái số có trong có trong cái mảng hay không. Được chưa? Đây hai hàm này. Tôi dùng thử nhá. Tôi dùng thử này. Đầu tiên là cái array parent id indent for get. Được chưa? Các bạn coi tôi dùng thử này. Ví dụ ở trong cái hàm index này đi. Đầu tiên chúng ta lấy ra cái category all rồi đúng không? Ví dụ tôi như này, tôi ví dụ tôi demo ở đây. Demo có một cái biến kết bằng category 2.2.all như này. Tôi tiến hành là var test. À nhầm, tôi nhầm với JavaScript. Test value bằng với hàm là hàm get option. Get option này của cái biến kết kia. Parent ID 0 indent --, forget 0. Đây là parent này, indent bằng string cộng cộng. Null. Thì đề ra cái test value này. Bạn coi nó thành cái gì nhá. Sao lại thành mảng rỗng nhỉ?
kết này. Đây là collection. Chào đi. Laravel. Laravel Eloquent. To array. Đây rồi. Đây chúng ta có mạng nha. Rồi chúng ta sẽ copy cái mớ này vào. Chúng ta nhìn cái gì đây? Bóng đá này. Chúng ta nhìn mấy thằng cuối thôi. Quả sao không có tên nhỉ? Chờ tôi chút, tôi xem lại xem nào có tên. Chúng ta thử như này đi. Như đây, tin tức quốc tế. Tin tức quốc tế là con của bóng đá này, là một đúng không? Đây một này. Hai tích là con của thằng tin quốc tế là hai. Showbiz là con của thằng bóng đá luôn. Sống trẻ là con của thằng hai tích là bốn, là ba chứ. Thế tôi sắp xếp cái việc cha con này cùng lum lên. Thể thao là con của thằng bóng đá luôn. Sức khỏe là con của thằng... Đấy nó là gốc đi. Sức khỏe là gốc. Video là con của thằng sức khỏe kia, thằng 7. Phái đẹp là con của thằng số 5 rồi. Game trừ 1. Say something là của thằng 3. Bóng đá là con của thằng bóng đá. Bóng đá 123. Ok, xong. Sau đó ở đây tôi sẽ sửa lại cái này. Cái hàm này có gì đó sai sai. Đâm là test value này. Trying to get none object. Parent ID. And ID. Khác for guest. Forget chữ này. Hàm này bị lỗi rồi. Hàm này của tôi đang có vấn đề. Hoặc là tôi quên cách dùng. Chờ tôi tí. Để mở cái này ra coi nào. Cái này nó sẽ cũng có là cái app này. HTTP controller admin category controller. Get option đây. Đây tôi có list gate bằng all này. List gate, get option của list gate này là xong rồi đúng không? Mình nhớ lại chút đã. List gate bằng all. Này đâu có cần to array. Lỗi. Ok, cái hàm này để tôi về tôi check lại đấy nhá. Quên mất cách dùng. Trước dùng quên mất. Cái hàm này hàm vì cái việc xử lý cha con ấy thì thực ra cái logic của nó sẽ như sau này. Logic của nó sẽ như sau này. Bình thường chúng ta sẽ hiển thị cái danh mục tên danh mục này và đây này là tên danh mục cha của nó đây. Nhưng tuy nhiên, chúng ta sẽ nếu mà chúng ta để nguyên như này sẽ có một tình huống xảy ra như sau. Hiện tại tin tức quốc tế đang con của thằng bóng đá đúng không? Đúng chưa? Quan sát nhận định cho tôi điều này nhé. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể là làm cái việc như này. Bóng đá nó là con của thằng tin tức quốc tế được. Lưu xuống. Thế giờ hai thằng này, thằng nào là cha, thằng nào là con. Đúng không? Chính xác chưa? Cái việc này cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà các bạn vẫn tiếp tục làm cái trò này ấy, nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề đó là sau này khi mà các bạn thực hiện đệ quy tìm cha con ấy, nó sẽ sinh ra một cái vòng lặp vô hạn và server của bạn treo luôn.
Được chưa? Thì cái vấn đề ở đây tôi muốn nói đến đó là gì? Khi ví dụ như sau này. Ví dụ như thằng bóng đá này tôi edit nó và tôi muốn set cho nó một thằng cha. Được chưa? Thì nó không thể nào chọn được những thằng con nào. Được chưa? Bằng cách là tôi giấu những thằng con nó đi. Được chưa? Và ví dụ những cái thằng tin tức quốc tế này, thằng tin tức quốc tế này đang là con của thằng bóng đá đúng không? Thì nó sẽ chỉ được chọn những cái thằng cha của nó, tức là những cái thằng mà không được phép dưới đó. Thì cây thư mục của chúng ta sẽ thiết như sau. Từ thằng A, thằng B, thằng C là cùng một cấp. Sau đó chúng ta có thằng A1, A2, A3, B1, B2, D như thế này. Thì thằng A1 này nó không được phép là con của thằng A11 và nó chỉ được phép là con của những cái thằng như là A1, A2, A3, B1, B, tất cả những thằng khác trừ những cái dòng con của nó ra. Ví dụ cây thư mục chúng ta như này, thì tôi edit cái thằng này thì tôi sẽ không bao giờ được phép nhìn thấy thằng này ở trong cái đoạn select ở trong này. Đây cái đoạn select. Chúng ta không bao giờ được phép nhìn thấy những cái dọc từ đây đổ xuống đây ở trong cái select này. Để cho nó được phép chọn bàn tra thì nó rất nguy hiểm. Được chưa? Không bao giờ được phép làm như thế. Thằng này cũng vậy. Khi mà nó update thì không bao giờ được phép nhìn thấy chính nó cũng như là tất cả những cái tập hợp thằng con nằm trong để làm tra, không được xem những cái này làm tra. Đấy là cái hàm cái hàm get option được rồi, nó sẽ giúp cho bạn làm việc đấy. Ngoài ra chúng ta khi mà làm cái khi chúng ta nhìn vào đây khi mà tôi sắp xếp loạn cào cái việc cha con này, các bạn có nhìn thấy kinh không? Rất kinh thôi, nhưng không phải là kinh bình thường, đúng không? Sau này cha con của chúng ta có rất là nhiều cấp như vậy, rằng cái điều này rất nguy hiểm luôn. Bằng cách là gì? Chúng ta không biết được thằng nào là cha, thằng nào là con, nó update cái gì cả, không xác định được. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Tôi sẽ làm một cái việc như sau cho các bạn này. Đó là ví dụ như thằng bóng đá, cái là cha gốc đúng không? Chúng ta sẽ có nó bóng đá. Cái dòng đầu tiên sẽ hiển thị là bóng đá. Sau đó tất cả các cái, sau đó tất cả những cái category là con trực tiếp của thằng bóng, con cấp 1 ấy, kiểu đại lý cấp 1 của thằng bóng đá này sẽ được xếp ngay sau đó. Ví dụ team quốc tế này đến bóng đá này. Được chưa? Xong rồi sẽ đến thằng high tech này luôn. Sau cái thằng tin tức quốc tế này thì sẽ đến thằng high tech, bởi vì thằng high tech này là con trực tiếp của thằng tin tức quốc tế. Được chưa? Sau đó nữa mới đến cái thằng showbiz là con của thằng bóng đá, tức là thằng tin tức quốc tế này hết con rồi thì mới đến thằng showbiz, tức là ngang hàng với thằng tin tức quốc tế. Tức là cứ một dọc chúng ta sẽ sắp xếp được cái cây như sau. Ví dụ đây là A, ví dụ như tôi áp dụng vào cái trường hợp này nhé. Áp dụng trường hợp này chúng ta sẽ hiển thị được sau A này, tôi là A này, sau đây đến A1 này, sau đây đến A11, A12, A13, sau đó mới đến là A2, đây A2, được chưa? Sau đến A3, được chưa? Hết của thằng A này mới đến thằng B, bởi vì nó ngang hàng thằng A này. Sau đó đến B1, B2, rồi đến C, D, được chưa? Thì đấy là cái việc chúng ta sắp xếp lại cái cây thư mục ở đây để trên web cho nó dễ hình dung ra hơn. Xong chưa? Thì đấy là cách chúng ta làm. Tuy nhiên ở cái phần ngoài này thì sắp xếp nó hơi thừa và nó khá là khó nếu mà chúng ta tiếp tục giữ cái màn hình như thế này. Còn nếu mà chúng ta làm thực hiện chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ phải thực hiện như này. Cái màn hình giao diện của chúng ta thường thường người ta sẽ sắp xếp như sau. Chúng ta có khoảng vài cách sắp xếp gì đấy chứ không chỉ có một cách. Đặc biệt là cho những cái bài toán là cái link mục của chúng ta có nhiều đa cấp. Cách thứ nhất, chúng ta sắp xếp theo kiểu dạng như thế này. Đây là một ô, bên này là ô thứ hai. Thì ví dụ ở đây tôi có cái gì? Ở đây tôi ví dụ đây tôi để vẫn là cái cây A một A A B C như thế này, đúng không? Chúng ta sẽ để đây là A B C, bảng đẳng cao lớn nhất, xong chưa? Sau đó khi mà chúng ta bấm vào thằng A này, kích vào thằng A này, dùng gì ấy nó kích vào đây, thì cái vị trí của những thằng này nó sẽ thêm những element vào giữa, và ngay dưới này nó sổ xuống, đây là A1, A2,
A3, thằng B và thằng C xuống dưới này. Được chưa? Và khi mà các bạn click vào đây, nó sẽ sổ như này. Và chúng ta sẽ có cái nút ở đây là nút Edit. Nếu bấm vào Edit thì cái lộ nội dung của thằng A sẽ sang cái này. Như đây tên này, Slack này, đây cái ảnh này, đây là Description này, đây là nút Save này, đây nút gửi. Và ở phần bên dưới này sẽ là danh sách những thằng con. Đây là danh sách con trực tiếp. Được chưa? Và khi mà chúng ta ở đây nó còn một cái nút nữa, nút Delete. Bấm vào Delete thằng này thì tất cả, thì chính bản thân nó bay, tất cả thằng con nó bay, tất cả bài viết thuộc về nó và những thằng con nó bay hết. Được chưa? Thì đấy nó là cái màn hình thứ nhất để giúp chúng ta thêm sửa xóa cái phần danh mục này. Làm cái này tất nhiên nó tiện, nhưng mà để làm được rất lâu chứ không phải là lâu bình thường đâu. Được chưa? Đây là loại hình thứ nhất. Loại thứ hai chúng ta xử lý như sau. Loại thứ hai, cái loại này là của Amazon, nó xử lý cái đa cấp, cái thư mục đa cấp như sau. Đối với có một cái dòng như này, nó chia theo list. Đây là A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F đi. Được chưa? Khi mà con bấm vào thằng nào, cứ bấm thằng A này, thì nó sẽ tự sinh ra một cái dọc nữa. Dọc này có thể là dài vô hạn, càng nhiều thì càng dài. Đúng không? Đây là A1, A2, A3, ví dụ như này. Được chưa? Và tất nhiên mỗi cái này nó sẽ có một cái nút là Edit hoặc là Delete bên cạnh đấy. Được chưa nhỉ? Hoặc là khi các bạn bấm vào đây thì thông tin nó sẽ được ở phía trên. Trên này là cái phần thông tin này. Đây tên này, đây slot này, đây cái select box chọn cha con này, đây là cái ảnh này, đây là phần mô tả này, đây là nút save, đây là nút delete, ví dụ thế. Được chưa? Thì chúng ta bấm vào đâu, cái nội dung con, những thằng con sẽ được hiển thị cái dãy bên cạnh. Thì ví dụ chúng ta đang bấm A xong nó hiển thị ra đây, chúng ta bấm tiếp vào B thì cái nội dung này nó sẽ chuyển thành B1, B2, B3. Tức là những cái thằng con nó sẽ phim vào trong này, nội dung của thằng A nó sẽ mất đi. Được chưa? Và nếu mà thằng B thì có con nữa, thằng B thì có con nữa thì nó lại bấm vào đây, nó lại sinh ra một cái dãy như này, này. Cho nên bao giờ hết thôi. Được chưa? Còn ở dưới cùng này bao giờ cái B này nó đang có 3 thằng đúng không? Thì luôn luôn ở dưới này nó sẽ có một cái nút là F. Khi mà F thì người ta sẽ bật ra một cái module để trên là viết thông tin cha con và chọn mặc định thằng cha của thằng B này luôn. Xếp xuống thì ra đẩy vào đây. Còn nếu mà muốn làm con cho những cái thằng này thì bấm vào đây, tự động sinh ra không có con gì, không có con thêm cái nút F vào đây. Muốn thêm con thì bấm vào nút này lại bật dần mô đồ. Lưu lại bấm ấn thôi. Được chưa? Cái này không phải bạn sinh viên nào cũng nghĩ ra được. Và cái việc này là phải các bạn phải đi trải nghiệm và phải làm thực sự thì mới động cái này. Trước tôi từng làm cái loại bên này. Còn cái loại bên kia thì thằng em tôi làm và tôi giao cho sinh viên nó làm, nó cũng làm khá là tốt. Tất nhiên là nó cũng có nhiều vấn đề. Được chưa? Đấy là cái việc chúng ta triển khai quản lý về cái kiểu dạng mà danh mục đa cấp thì nó sẽ như thế này. Tất nhiên vẽ như này là chúng ta gần như là không cần để quy nữa. Bỏ qua cái để quy. Làm kiểu của tôi chúng ta phải cần để quy. Được chưa? Đấy là về cái phần chúng ta tạm dừng cái việc danh mục ở đây. Tạm dừng danh mục ở đây, chúng ta sang phần khác. Ví dụ như chúng ta sang phần My Profile. Đúng không? My Profile thì sao? Giờ làm gì? Thử nghĩ em giờ chúng ta làm gì? Với thằng My Profile này có chức năng gì? Đổi ảnh này, đổi tên, đổi thông tin này. Đúng không? Mật khẩu là chức năng riêng. Không bao giờ được đưa cái trò là đổi mật khẩu vào trong cái profile này. Không bao giờ được đâu. Biết vì sao? Ví dụ tôi có một bài toán như sau. Ví dụ tài khoản là Zoom. Tài khoản Zoom. Password ban đầu là 123. Không chưa? Khi lưu xuống DB thì cái dãy này nó thành cái gì? Một cái dãy X. Không đọc được đúng không? Báo án ạ. Đúng chưa? Nếu mà ông
ông tiến hành mang cái dãy x này vào trong phần profile kia. Thứ nhất, trong Laravel hay trong bất kỳ ngôn ngữ nào chúng ta không thể nào mà dịch được mã mật khẩu đã mã hóa thành tên thường được. Mã hóa một chiều là không dịch được. Nhờ, nếu ông bê cái này vào trong cái giao diện profile của ông để đây một cái password của ông thì nó bê cái dãy mã hóa x này vào đây. Được chưa? Thằng nào mình ngu phát bấm save thì làm sao cái dãy x này lại được mã hóa một lần nữa trở thành dãy y, đúng không? Được chưa? Vậy gõ 1, 2, 3 có ra được dãy y không? Không, ra làm sao? Được chưa? Mà bây giờ phải gõ lại đúng cái dãy x thì mới vào được cái tài khoản của ông. Hiểu vấn đề chưa? Đấy là cái việc mà mình ngu khi mà đưa cái đổi mật khẩu vào trong cái phần profile. Đổi mật khẩu sẽ có mà chúng ta tính sau. Hay là thích làm cái từ phân quyền từ từ. Để tôi đang lăn tăn giữa my profile và forget password. Forget password thì chúng ta sẽ được gửi mail. Là forget chứ nha. Opt out. Rồi. Đâu rồi? Nó màn hình nó như này thôi đúng không? Nhưng chúng ta sẽ làm cái vấn đề là gửi mail trước. Tôi sẽ làm một cái đường dẫn là localhost 8000 sược là send trừ mail trước. Tất nhiên bây giờ nó không có, tí tôi viết rồi mới có. Được chưa? Chúng ta làm cái phần gửi mail trước đi. Như sau. Web này. Được có route get send to mail. Trong này có function đúng không? Đây là return send. Ví dụ như này. Được chưa? Để cho nó chạy được cái round này đã. Rồi, hey, reload. Ủa. À, cái này phải đưa lên trên cái Slack này. Bạn nhớ nhá, đưa cái này lên trên cái Slack kia. Kể cả cái get kết URL này chúng ta cũng bên dưới cái này luôn. Send mail à? Reload thì mới là send được. Được chưa? Xong chưa? Tiếp theo, chúng ta tiến hành vào laravel.com. Search là send mail. Vì vậy nó tùm lum này trời. Laravel send email by via group. Nó có cái thư viện gì không nhớ lắm. Để mở lại cái này đã. Tôi không nhớ tôi làm cái gửi mail ở chỗ nào. Round. Đây rồi. Trong này có. Cái nào nhỉ? Đây. Chúng ta có cái mail này, cái thư viện mail, đây là cú pháp này. Được chưa? Tôi sẽ
copy note mấy cái thư viện sang cho các bạn. Đây rồi. Này, use Illuminate support packet mail. Đây là cái thư viện giúp chúng ta gửi mail. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta có cái mail hay chấm send. Đây là nội dung mail. Đây là nội dung của chúng ta thì viết ở trong cái file. Đây là file view. Được chưa? Đây là một file view. Tiếp theo đây là dữ liệu truyền vào. Ví dụ chúng ta có cái biến là biến name. Đây là username bằng hiện ph. Được chưa? Thì chúng ta có thể nhét vào trong ấy bằng cách là trong này tôi viết là compact, compact username như này. Được chưa? Xong này, trong này có function là message, nhận tham số là message. Thì ở trong này chúng ta sẽ có là message to. Đây là email sẽ được gửi đến người nào. CC là email sẽ được gửi kèm đến ai. Message reply to là người sẽ nhận reply của các bạn. Và subject cái gì đấy, đúng không? Ví dụ đây là test email. Được chưa? Cái này chúng ta sẽ là cái file view này. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn cứ copy xong cái đoạn này đi. Copy xong cái đoạn này đi đã. Xong rồi tôi sẽ hướng dẫn thêm các bạn. Còn mấy bước nữa cơ. Chưa xong ngay đâu. Cái đoạn này các bạn cứ gửi một cái đến mail của mình nhá, mail của các bạn ấy. Cái CC này. Mà tốt nhất là các ông viết cứ gửi mail đến chính các ông ấy, đừng gửi cho tôi làm gì nữa, mệt lắm. Không. Cô đi cho nó nhớ. Có mấy dòng mà. Hả? Cái này à? Cái gì? Cái này à? Bởi vì như này này, để ý nhá. Tôi giải thích qua cái reply nhé. Đây là một đặc trưng của việc gửi mail. Như này nhá. Bình thường khi mà chúng ta nhận được email ấy của hệ thống, thường thường nó sẽ có là email xyz gì đấy đúng không? .no reply @gmail.com hay xyz.com gì đấy đúng không? Được chưa? Cái mail này là cái mail public, là một cái mail rác. Chúng ta sẽ config vào trong hệ thống, tức là chúng ta phải để lộ thiên tài khoản và mật khẩu ở trên support. Được chưa? Phải để lộ thiên tài khoản mật khẩu trên support. Do đó là cái mail này là mail do, và cái mail này sẽ sử dụng để cho server nó gửi mail đi. Được chưa? Và chúng ta cũng không reply cho thằng này làm gì cả, bởi thằng này chẳng ai đọc đâu. Chẳng ai vào cái thằng này để đọc lại cái mail của bạn, trả lời các bạn. Bởi vì nó đóng vai trò là cái máy mà. Nên chúng ta không đọc gì ở đó ạ. Được chưa? Nhưng mà nếu ví dụ như mail từ giám đốc hoặc là từ trưởng bộ phận gì đấy mà gửi cho nhân viên thì nó phải reply, là ví dụ như thông báo tăng lương gì đấy, đúng không? Thì thằng kia cũng phải để cho nó lịch sự thì cũng phải reply cho là em cảm ơn anh các thứ các kiểu, đúng không? Nhưng mà chẳng nhẽ reply cho thằng này
không được. Vậy chúng ta phải set up cho cái email này gửi reply cho một cái người nào khác, đúng chưa? Thì đây là cái đoạn, đây là cái đoạn nó sẽ tiến hành là reply. Khi mà chúng ta bấm vào cái nút reply ấy, không hẳn nếu mà trong trường hợp chúng ta không có reply to thì nó sẽ reply cho cái thằng này. Nhưng mà nếu mà chúng ta set up cái reply to thì bấm vào cái đoạn reply thì nó cái đoạn cái email sẽ nhận được reply của các bạn này, nó sẽ chính là cái email này. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau. Xong đi đây chưa? Rồi tôi sẽ tạm thời comment cái này vào để tí cho chúng ta thử xem nó như thế nào. Cứ viết ra đi, không thừa đâu. Cái gì? Tạo tài khoản mới nào? Gmail á? Lấy dễ mà. Chưa làm đúng không ạ? Chưa. Tạo người dùng mới xong có cái gửi nhau xong. Ừ, có. Chưa làm. Cái đấy không phải tự làm. Cái đấy dễ mà. Đã có gửi mail rồi, có token các thứ các kiểu rồi thì chẳng có tội gì mà không làm được. Cái ưu thế là đặt cái gì? Như thế này đó. Kìa, đấy là cái dữ liệu thôi mà. Ông thích đặt cái gì rồi ông đặt. Đặt thích cho biến gì thì đặt. Xong chưa? Xong chưa? Bây giờ nha, chúng ta đang xem đây là cái file nằm trong thư mục view, tức là nội dung file, nội dung cái email sẽ nằm trong này. Copy này. Chúng ta vào phần resort view. Chúng ta sẽ tạo một thư mục mới tên là mail template. Tạo một file mới là test send mail .blade.php. Đây là test send email by server. Xong chưa? Rồi, ok. Chưa xong đâu. Cứ từ từ. Đây mới là bước đầu tiên để setup code thôi. Tiếp nha. Bây giờ chúng ta phải setup email. Setup cái email đó. Để tôi kiếm ra cái email cũ của tôi là cái gì. Đọc cái này vào này. Đọc cái này vào luôn luôn này. Để tôi coi xem cái trong đây tôi setup cái email nó như nào ở đâu. Không ai có email rác nào, Gmail á. Cho mượn cái coi. Cái gì? Quên pass rồi. Cái gì vậy? Thôi mày dẹp đi. Giờ để tôi test email này xem nào. Gmail.com sinh viên poly chấm no reply hiện th 1234 the fuck. Tôi chết rồi, sai pass rồi. Đâu có cái nào không? Đọc đi. Tôi quên bố mất pass rồi. Cái gì? LD Dũng 96 à, còn Gmail. Rồi, pass là gì? Dũng 12345. Chúng ta login cho tôi bằng một cái email của chúng ta nhé. Email nào đây? Gmail. Tôi hướng dẫn chúng ta gửi Gmail cho nhanh. Xong chưa?
không nhá, vào chưa? Tiếp theo là bấm vào đây, được chưa? Login vào Gmail đi, bấm vào đây, chọn tài khoản của tôi, tiếp theo chọn đăng nhập vào bảo mật. Cái gì vậy? Xong chưa? Chọn đăng nhập vào bảo mật, được chưa? Các bạn kéo dưới cùng, gần dưới cùng đây này. Cho phép ứng dụng kém an toàn, nó hiện tại đang tắt đi, được chưa? Chúng ta bật nó lên. Xong. Tức là ở đây Google nó sẽ không, nó sẽ mặc định là không cho chúng ta gửi email từ một cái phần mềm hoặc là từ một cái hệ thống của bên thứ ba, được chưa? Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể gửi được bằng cách bật nó lên. Cái việc này để đảm bảo an toàn cho email của chúng ta. Tuy nhiên nếu là mail rác chúng ta không phải động đến nó nữa, chúng ta đơn giản là bật nó lên, thế là xong, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ config tiếp. Xong đến đây chưa? Có ai không tìm thấy không? À, giống chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ vào cái đoạn này, NV. Chúng ta config tiếp. Đây, cái đoạn mail driver này, chúng ta config tiếp. Như sau, như nào cũng chẳng nhớ, để mở ra đã. Đó. Đây rồi, SMTP giữ nguyên. Cái đoạn dưới chúng ta để là mail host. Cái đoạn này đâu nhỉ, phải NV kia của tôi rồi. Đây, mail host chúng ta thay bằng smtp.gmail.com. Mail port bằng 587. Username bằng LD Dũng đúng không? LD Dũng bao nhiêu? 96@gmail.com. Password chúng ta phải điền vào trong này. Password là gì nhỉ? Mail encryption bằng TLS. Ông cứ điền cái này vào cũng được, chẳng sao cả. Thích điền như nào vào thì điền, nó sẽ gửi bằng email đấy thôi, được chưa? Lưu xuống. Tiếp theo làm gì? Đúng không? Thay đổi trong NV thì phải đăng autoload. Composer dump autoload. Nó chạy lâu. Được chưa? Start lại server cho chắc ăn. Sau đó tiến hành send mail một lần nữa. Đăng quay. Đặt. Tiến hành vào gmail.com. Đây, example, test mail, test send by server, đúng không? Đừng gửi cho tôi, tự gửi cho mình đi. Chạy lại server thôi, PHP artisan serve, xong rồi vào cái đường dẫn này mà enter lại, reload lại. Nhạc quê thế nhỉ? Sao được chưa?
cái gì đấy con ạ? Thank you.
Tức là phải em thì là đi đúng không? À,
sao nó mới nối được. Mạng L à, gửi đi nhưng mà không có phản hồi. Gửi được không? Thì hai con này gửi nhau. Ông cho mấy người kia gửi chưa? Được rồi. Đó, mình sửa cho đi. Sai pass. Sai mail, sai pass. Ở trong NLP. Sao vào trong đây? Được chưa nhỉ? Đấy, đây là cách chúng ta gửi mail. Đây, để ý này. Đây tôi giải thích lại cái đoạn reply. Nhìn thấy cái example từ đâu đây không? Thấy chưa? Bấm này. Reply, nó reply cho ai? Thằng gửi đúng không? Được chưa? Reply cho thằng gửi này. Bây giờ tôi hủy cái thư này đi. Tôi gửi lại. Mở code rồi tôi gửi lại. Ở đây tôi uncomment thằng này. Và tôi gửi cho Thiện TH Thiện TH a@fpt.edu.vn. Đây là Mr.Thiện. Ví dụ thế. Được chưa? Dũng email nữa là gì? Cái gì? Cái gì? Ken KN Ken GAV 96 @gmail. Đây là Dũng Dâm. Đấy. Rồi, tiếp theo này. Cho gửi lại phát nữa. Quay. Bây giờ quay lâu hơn nãy tí bởi vì nó gửi cho hai mail mà. Xong rồi. Đây. Đến xem giúp đêm chưa? Đến mấy cái luôn. Đến mấy cái luôn mà. À, cái kia. Đây. Đây. Email. Thấy chưa? Tới Dũng và tôi này. Đây chúng ta reply. Chưa nhìn nó reply đi đâu đây. Đúng chưa? Đấy là cái đoạn. Thôi, không gửi linh tinh. Đấy. Đấy là cái tác dụng của cái đoạn reply và cái đoạn CC này. Xong chưa? Đây, subject test email nó chính là cái này. Đây này, cái này này. Được chưa? Còn cái này là chính là cái tên của thằng người gửi đấy. Xong chưa nhỉ? Tiếp theo, lưu ý cho chúng ta một phần nữa. Đó là chúng ta nhìn thấy compact username này không? Thấy không? Cái này giống việc chúng ta truyền dữ liệu ra ngoài view đúng không? Thì ở ngoài này, ở ngoài cái view kìa. Ở ngoài cái view này. From $username nhận tham số như bình thường. Xong. Thấy không? Thấy chưa? Nhận tham số như bình thường. Ngoài ra một điểm nữa, khi mà chúng ta viết email nhá, hãy lưu ý như sau này. Khi mà viết email chúng ta không được phép extend bất kỳ cái layout nào. Không có chuyện đấy đâu. Không dùng được extend layout ở trong này. Và đây là file blade còn gì nữa. Nội dung mail trong này. Ừ. Thì chúng ta viết lại, khi mà chúng ta gửi mail ấy, chúng ta viết lại toàn bộ tất cả những cái gì muốn hiển thị ở trong email vào đây hết. HTML từ đầu. Được chưa? Và lưu ý một cái nữa là chúng ta chỉ được phép viết internal import CSS ở trong này thôi. Không được viết JS gì cả. Được chưa? Chỉ có internal, tức là viết cái thẻ style vào đây này. Color. Đây là sao. Sao nó mở ngoặc. Color là màu green chẳng hạn. Như này thì được. Nếu mà chúng ta lấy link từ cái server của chúng ta ném vào đây thì chết luôn. Được chưa? Đấy là cái
lưu ý khi mà chúng ta gửi mail. Được chưa? Đấy, nếu mà chúng ta muốn gửi một cái template vào đấy, chúng ta có thể lên Google search là email email này, HTML template. Đó, rất nhiều. Rất nhiều. Ủa đâu nhỉ? Build free HTML email template này. Không phải. Thử search cái free. Được chưa? Vẫn không được. Thế cô điền cái thông tin email của thằng Dũng vào đấy mà dùng. Dễ dọa ăn ở. Chẳng biết làm nào. Ờ, cô phải xinh hơn tí nữa cơ. Đâu nhở? New letter, cách cái gì đây này. Hôm trước tôi kiếm ở đâu nhỉ? Nhiều phết mà. Email, chờ tí nhá. Email HTML template code. Chẳng nhớ để đâu. Mình kiếm xong một cái không, mình té luôn, mình chẳng lưu. Đây, đoạn này đây. Nó chia cũng chia header, content, footer. Xong rồi chia theo, ở email thì thường người ta sẽ chia theo kiểu dạng là table là chính. Bởi vì cái phần hiển thị nó khá là bé. Đấy. Next cái thứ kiểu này. Thử xem cái này có. Đây, template của nó đây. Download về. Open with Subtemplate. Đây này. Nội dung đây. Xong bê toàn bộ cái ảnh như các thứ kiểu cái vất vả. Đây là cái template chúng ta có thể sử dụng. Nhưng mà tôi không dùng đâu, kệ công các bạn. Nói chung là cái phần email, nội dung email chúng ta phải tự viết. Lưu ý mỗi cái thế là tội rồi. Xong. Thằng kia đổi pass email đi nhé. Email thế luôn mà. Email đấy. Xong, đấy là về cái gửi email. Còn nào thắc mắc gì không? Test cho được đi, còn ai chưa được nhỉ? Trang đúng không? Quyên xong chưa? Thế, kêu. Tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề là forget password. Chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bước vào là sao? Sử dụng công nghệ gì? Thế sao? Chúng ta bỏ đến đây thôi. Bỏ đến đây là. Vào phần table này. Chúng ta nhìn về cái bảng password reset không? Nhìn thấy không? Đây cái bảng này này. Design table lên. Chúng ta nhìn thấy gì? Có những cái gì? Email này, token này, create the task. Thế cái bảng này liên quan quái gì đến cái việc chúng ta reset password?
các bạn thử nghĩ cho tôi cái logic này. Bước 1 là gì? Nó chậm từng bước một thôi, đừng đi nhanh thế. Không hiểu được đâu, mình chậm thôi. Mình để sai. Bước 1 là lấy email đúng không? Có cái bao nhiêu bật được mình cái màn hình đúng không? Điền email vào đấy. Xong chưa? Đấy bước 1, bước 2 là gì? Có email rồi là gì? Lấy cái tốc lệnh. Lấy cái gì? Chẳng liên quan đến mẹ những cái token remember token ở trong trong bảng user đâu, liên quan đó. Bạn có ý tưởng nhỉ? Hả? Ai tạo token gì đó? Lấy ngày 3 là lấy tặng ngày đúng không? Gì nữa? Có gì đâu? Có cái gì? Có gì? Có lên đâu rồi được không? Nó cái này nó vốn ở trong PHP của ông Thành. Cái này nó vốn là ở trong code PHP này. Còn tốt đi đâu nữa? Sau đây gửi ông Thành xử lý. Đây nhá. Chúng ta nhớ cái này không? Khi mà bấm vào đây, giao diện nó đây. Đây nhá. Đây, cái này đúng không? Bấm vào forward password, click here nó ra cái này đúng không? Form này đúng không? Giờ cái form này sẽ submit, bấm submit thì nó bật lên trên, bật lên trên lên lên trên server PHP của mình rồi đúng không? Form á. Giờ submit nó gửi lên URL của mình rồi. Là sao? Chúng ta lấy được email chưa? Xong. Cái token này thì chúng ta generate bằng cách hash một cái đoạn random string. Nào đấy, bởi chẳng ai cần đọc cái này là gì cả. Chẳng ai cần hiểu cái này là gì. Bây giờ biết làm sao sinh ra một cái đoạn text không bao giờ bị trùng, thế thôi. Hết phim. Sau đó đấy là tạo ngày, lấy ngày tháng năm, sử dụng các con. Đây một thư viện ở trong PHP, chúng ta lấy ngày tháng năm chuẩn. Tiếp theo, bước tư. Làm gì? Đúng cái link. Đúng vậy. Ai bật lên? Nó tích vào đấy. Kiểm tra trong bảng Remember Token. Kiểm tra trong cái bảng này. Xem có cái email nào trong đấy chưa. Xóa cái bảng đi. Có email. Trùng email đã nhận được đấy. Xóa đi. Được chưa? Bởi mỗi lần lấy là chỉ được một lần thôi. Mỗi email chỉ lấy cùng lúc một lần thôi. Gửi lần này xong lại gửi tiếp lần trước tiếp thì cái cũng phải bỏ đi. Được chưa? để xóa cái token đi, không nó vào nhiều đổi mật khẩu nhiều token là chết, đúng chưa? Thì là xóa bảng đi, sau đó năm là insert mới một bảng đi cho cái remember token bằng những cái thông số ở trên này, đúng chưa? Bước 6, gửi email cùng với cái link. Cùng với link chứa cái token này lên là xong. Đây là xong cái màn hình này, kết quả xong cái màn hình này, cho cái màn hình này là xong. Xong rồi sao nữa?
khi mà người dùng nhận được email, khi mà người dùng nhận được email sau đó kích vào cái link thì sao? Thì sao? Một là lấy được cái token, đúng chưa? Hai là dựa vào cái token để lấy ra cái bản ghi, lấy ra cái bản ghi trong DB, trong bảng yêu cầu token, đúng chưa? Sao nữa? Bước ba, compare ngày tháng hiện tại, ngày tháng hiện tại với ngày tháng đi ngủ trong kia. Nếu nó quá 24 giờ rồi thì hủy, đúng chưa? Còn chưa quá 24 giờ thì sao? Thì được phép là sinh ra một cái màn hình mới, bao gồm các field là mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới, một cái input hidden, input hidden chứa cái token, được chưa? Chứa cái token. Sau đó submit cái này lên thì chúng ta sẽ lấy được cái input hidden này và lấy cái token này, tìm lại chọc vào trong cái bảng kia, tìm được cái email, đúng chưa? Tìm được cái email, sau đó sao? Sau đó sao? Tìm được email, tìm được tài khoản chưa? Update cái bảng kia với cái mật khẩu mới đã được mở khoản là xong. Đấy là cái bước, cái cách chúng ta làm cái vấn đề là đổi mật khẩu này. Bây giờ chúng ta sẽ làm bước đầu tiên trước là cái forget password này. Các bạn mở cái này cho tôi đi. Cái này nó nằm trong màn hình login đấy. Đâu nhỉ? Auth login. Chúng ta tìm cái forget. Đây là cái gì nhỉ? Các bạn copy đoạn này. Enter email address below reset gì gì đấy. Đấy, tìm thấy ngay. Nhìn thấy form chưa? Được chưa? Tìm thấy chưa? Rồi, ở đây chúng ta có cái method là post say yes thì tùy như nào cũng được. Chúng ta sẽ có cái action. Có cái action bằng round gì? Cái gì? Round là send get password, send gì nhỉ? Forget trừ pwd chấm email, cái tên route thôi mà bạn sau nó dễ hiểu rồi. Được chưa? Cái này tôi sai, thiếu string. Xong chưa? Ở đây chúng ta có cái input này type bằng text placeholder email name bằng email rồi. Button submit rồi. Xong. Giờ sao? Chúng tạo ra một cái route mới, tên nó như này. Và route dạng gì? Post. Copy đi, các bạn copy đi. Sau đó vào trong web này chẳng hạn. Chúng ta sẽ có là round hay chấm là post forget password trừ email, đặt cho nó cái name.
Xong đây chưa? Chúng ta sẽ có cái nhận tham dự nhận dữ liệu, đây là a còng ở cái biến là request. $request. Cái này tất nhiên là chúng ta phải use thêm rồi, chứ không chỉ nó viết như này được. Chúng ta vào trong này, chúng ta copy cái use illuminate http request vứt vào trên này. Không thì nó sẽ bị lỗi đấy. Tất nhiên ở với cái phần ở cái form kia thì chúng ta vẫn cứ phải có thêm một cái input hidden nữa, là CSRF view. Được chưa? Xong, bây giờ chúng ta làm tiếp cái việc như sau. Tốt chưa? Làm tiếp việc như sau này. Chúng ta sẽ dựa vào email để kiểm tra trong cái remember token kia. Ở cái cái password reset, cái bảng có password reset kia đã có cái bản ghi nào liên quan đến cái email này chưa? Thì chúng ta xóa nó đi. Thì chúng ta sẽ làm gì? Kiểm tra xem là có cái model đấy chưa nào. Chưa có model password reset đúng không? Chưa có thì tạo ra. Câu lệnh là gì nhỉ? PHP artisan make gì? Model password reset. Xong chưa? Cái password reset này chúng ta sẽ có ngay là pub protected chứ. Protected dollar table bằng password trừ reset. Protected. Protected là public nhỉ? Timestamp. Có SC không? Chẳng nhớ. Timestamp bằng false, bởi vì nó không có cột update được đấy, cho nên chúng ta phải set cái timestamp này bằng false đi. Những cái này có SC. Để xem. Đúng không? Timestamp code. Sau đó chúng ta tiến hành use nó ở đây, use. Tôi viết đây bậy ở đây thôi, tí nữa chúng ta phải tự động chuyển cái này vào controller nhá. Sửa password reset. Đây chúng ta sẽ tiến hành là pwd reset bằng password reset 2.2. Cái hàm delete là gì nhỉ? Laravel eloquent delete. Đây. Destroy. Không phải. À đây rồi. 2.2.where email
bằng với cái biến request trỏ đến email và trỏ đến delete. Được chưa? Xóa xong này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến là token bằng token bây giờ bằng cái gì? Bằng tôi tìm kiếm hay là hash string không có helper. Rồi kiếm cái string đấy nhé. Select string random đấy rồi, mày chết. Str random. Số ký tự là bao nhiêu các bạn thích, 20, 30 hay 40? Hả? 20 nhá. DD ra đây, DD thử cái token này ra. Nếu thích nữa thì hash luôn cho nó là xong. Hash make cái random 20 này đảm bảo sẽ không bao giờ bị trùng. Còn cái này là còn có khả năng bị trùng, nhưng mà tỷ lệ cực kỳ nhỏ, siêu nhỏ. Được chưa? Xong, bây giờ reload trang. Reload trang, bấm vào click here th32a.gmail.com, submit lên. Ôi giời ơi, timestamp must be public. Public. Nó đều. Được chưa? Này chắc là chẳng bao giờ bị trùng. Rồi, đã có token rồi. Giờ cần gì nữa? Đến bước mấy? Ngày tháng đúng không? Ngày tháng đúng không? Giờ chúng ta sẽ phải sử dụng đến Carbon, Laravel Carbon. Các bạn lên đây search phát Carbon. Không có Laravel Carbon. Đây. Đầu tiên chúng ta để dùng cái thư viện này chúng ta phải use đã. Use Carbon, Carbon. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ new Carbon, Carbon này chấm now. Đây, chúng ta sẽ có đô la now bằng carbon 2.2.now. Bây giờ chúng ta sẽ để cái này ra. Được chưa? Test phát. Rồi xong. Carbon date. Được chưa? Đấy, thông tin thông số của nó đấy. Ngày tháng năm. Chúng ta có thể xếp được luôn cái này xuống.
có ra không? Rồi, ra rồi thì tốt. Để tôi xem nó có format gì không. Rồi ok, được rồi. Xong rồi. Xong rồi giờ sao? Gì? PWD reset bằng new password reset đóng mở ngoặc. Sau đó là PWD reset này trỏ đến gì? Email bằng request trỏ đến email. Duplicate cái này ra token bằng cái biến token. Còn cái gì nhỉ? Created date đúng không? Created date bằng cái now. Thử xem có xếp được không? Return. Đây là done. Được chưa? Thử phát nhá. Reload phát. Đan này, rồi check DB. Quên, xin lỗi các bạn, cái này thiếu. PWD cho đến save. Tí quên. Tí ngủ. Ôi giời ơi. Created at. At. Done. Xong chưa? Lưu được chưa? Email này, token này bây giờ lưu lại này. Đây token là 8ERNA nhá. Làm lại phần nữa. Rồi, GA, một cái số khác, một cái string khác, một cái token khác, được chưa? Bây giờ tiến hành làm gì nữa? Bước tiếp theo là đến gì? Gửi email, đúng chưa? Bây giờ lại bê cái này sang thôi, đấy. Quá đơn giản luôn. Đây là send email. Mail 2.2.send, mail template, test, send, đây là reset password, mail. Reset to password mail. Compact cái token vào. Và compact tiếp một cái $URL bằng biến cái hàm URL sược cộng với sược reset to PWD sược cộng với đô la token tôi sẽ có một cái biến email bằng với cái request cho đến email tôi đây à, quên cái này chẳng cần. Cái này tôi sẽ chuyển cái biến URL vào đây. Ở trong này thì chúng ta sẽ phải dùng cái là đô la là
ở đây. Cách use email bằng request cho email. Email xong chưa? Cái gì? Làm sao? Cái gì? Cái này có đoạn nào? Đây à? Đây à? Là cái này. Đó. Nếu không, nếu bình thường người ta sẽ làm như này này, như biến user này bằng này app 2.2. User đúng không? Ở đâu app sược user, xin lỗi, app sược user 2.2. Where email phải email từ b cái biến email này vứt lên trên đi, b biến này vứt lên trên email rồi lấy đến first đấy như này, xong bắt đầu là vứt cái này vào đây, user vào. Update đất nào vậy? Update đất nào? Đang có timestamp chưa? Viết đúng chính tả không? Tôi nghi lắm. Thế à? Kiểu rất ngây thơ nhé. Xong chưa Trang? Ưu tiên chị em trước. Rồi đây. Bình thường là chúng ta phải làm cái này trước này. Làm cái lấy user này, if phủ định của biến user thì return, cũng return done luôn, lừa chúng nó. Và tao đã gửi rồi đấy. Nhưng mà thực ra mình chẳng làm gì cả, mình return rồi mà. Nếu mà lại có user thì chúng ta mới thực hiện tiếp một loạt các cái bước dưới này. Sau đó đây là email to này. User cho đến email. Tiếp theo đây là để là user cho đến name. Comment cái message CC này. Reply to, không có reply gì cả. Đây là yêu cầu cấp lại mật khẩu cụ thể. Được chưa? Rồi, nên reset password mail. Cái view này mình chưa có đúng không? View này mình chưa có đúng không? Xong chưa? Không nhờ? Rồi tạo cái view mới, view template này, view file này, .blade.pp, trong này là chào bạn,
Đây tôi truyền ngoài compact URL này ra tôi truyền thêm cái biến là user vào đây nữa. Truyền thêm biến user vào đây nữa. Thì ở trong cái blade này tôi sẽ là chào bạn. Echo ra. Đây là biến user cho đến name phải bạn nhận được email này thì đã yêu cầu cấp lại mật khẩu cho tài khoản của mình trên hệ thống PHP 1706 BR. Đây, không có BR, không có không dòng đâu. Vui lòng click vào đường dẫn dưới đây để tiến hành tạo mới lại mật khẩu cho tài khoản của bạn. Echo thẻ A này address bằng biến URL nếu thích thì echo tiếp là biến URL này tiếp, sau đó lại BR để cho lưu ý đường dẫn chỉ có tác dụng trong vòng 24 giờ, nếu quá thời gian này bạn vui lòng yêu cầu cấp lại mật khẩu thêm lần nữa. Gì sao chưa đến cái chỗ 24 giờ thì là cái gì? Cái đấy là set ở bên kia chứ, set ở cái đoạn sau chứ, link sau chứ, không phải link này. Được chưa? Xong rồi sau đấy là cảm ơn cảm ơn gì đấy tùy. Xếp xuống. Để tôi xem trong DB có tài khoản của tôi không nhỉ? À có không ạ? Xong chưa? Cái gì? Tức là đây các bạn để ý này, đây là một cái hàm closer. Hàm này là hàm xử lý sau, tức là hàm xử lý cái sự kiện này. Dạng callback ấy. Thì bản chất cái hàm này nó không cho phép sử dụng những cái, nó không giống như VP bình thường, nó không được sử dụng những cái hàm đã được định nghĩa sẵn ở trên. Được chưa? Mà chúng ta phải bắt buộc phải truyền cái tham trị vào. Tức là truyền cái những cái tham số khác. Từ chỗ muốn dùng những cái hàm ở trên này thì phải bắt buộc sử dụng use cái biến này. Được chưa?
Tôi không nhớ là có đúng cú pháp không, nhưng mà tôi nhớ là phải dùng như này. Được chưa? Đấy là cái logic là vì sao để dùng ở trong này được thì chúng ta bắt buộc phải làm cái trò này. User. Xong chưa? Chúng ta xem thử nhá. À quên, cái này phải đăng thêm phần. Chạy xong hết thì return done. Bình thường là return ra một cái giao diện, nhưng mà cái đấy chúng ta xây dựng sau đi, không sao cả. Add thêm chữ U, chữ X gì vậy? Đây anh. Chỉ biết thế thôi. Mail tôi đến rồi này. Được chưa? Sao nó gửi đến mấy lần này trời? Tóm lại là đứa nào gửi cho tôi nữa đấy? Đây. Chắc là cái này của tôi này. Nó nhìn cái gì? Chào bạn admin này, bạn nhận được email này, cái gì đấy đúng không? HTTP localhost 8000 reset password, một cái chuỗi này. Sau đó là chúng ta là lưu ý đường dẫn trên chỉ có tác dụng trong 24 giờ, cái gì đấy. Đúng chưa? Xong. Nhận được mail chưa? Bây giờ chúng ta xem lại trong này nó đã cập nhật cái thông số này chưa? Rồi 7CS này. Đây 7CS của tôi đây đúng không? Còn cái mail này là mail bù láo đó, của thằng của nợ nó đây này. Viết còn sai này. Dấu xược đâu? Thằng nào đấy? Dấu xược đâu? Được chưa? Xong, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái gì? Tiếp cái gì? Làm một cái round nữa. Round 2.a.get reset pwd xược. Đây là cái gì? Token function. Token. Đấy. Thế là xong. Để tôi up lên nhé. Gửi lên rồi đây. Public timestamp đúng được gì nữa? Không được. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ tiến hành là đây là tôi return ra cái biến token với tài tạm đó. Sau đó chúng ta tiến hành như sau. Ở email này, click vào đây, ra ngay cái token đúng không? Test đi các bạn, test đi. Thêm cái đoạn này vào cho tôi. Bước tiếp theo chúng ta tiến hành là check token có hợp lệ không đã. Check token có hợp lệ hay không bằng cách là tạo một biến là pwd reset bằng
password reset 2.2.where cái cột token bằng cái biến token lấy ra cao và lấy ra first sau đó chúng ta có cái biến that day bằng carbon 2.2. Chờ tôi tí. Carbon 2.2. Create form. Yeah, create form format. Create form format. Format của chúng ta đang là year Monday hour init và giây s của cái pwd reset cho đến created at và tiến hành là return dd ra cái rát đây. Tất nhiên là if không tồn tại cái pwd reset thì return error invalid token. Được chưa? Xong nhỉ? Rồi test cái nhá. Reload lại cái đường dẫn này. Á đù nhầm các ông ạ. Đây. Dẫn này, kích vào đây. Ra date time này. Cái gì mà tận 2021 này trời. What the fuck. Tại sao lại là 2021? Không đúng rồi, có gì không đúng rồi. Year Monday hour hát nhỏ hay sao? Nhưng mà nó cũng không thể lệch nhiều như này được. Hát m hát m s không thể lệch nhiều như vậy được. Tôi check lại phát nữa này. À, HHMMS. M này là M nào? Hả? Y à? Không nhớ lắm cái cú pháp này đâu.
hour cannot be higher than 7 nhỉ. H này là chữ H to hay H bé nhỉ? Đây rồi, 2017, 30 tháng 11, 13 giờ 49 phút 09. Đúng không? Đúng rồi, chính xác, chính nó. Xong một cái. Đây, cú pháp như này nhá. Sau đó tôi sẽ có một cái biến là now nữa, cái biến now nữa. Đô la now bằng carbon hay chấm hay chấm now. Và tôi sẽ có thêm cái trừ cái ngày tháng đi. Deep in hour. Đô la deep bằng now và that day. Sau đó chúng ta đề cái deep này. Được chưa? Cái nó xem cái đã. Xem nó ra gì đã. Không đúng không? Ra không thì là đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sửa. Sửa cái này thành 10 giờ 49 phút 09 giây. Tức là chúng ta fake lại dữ liệu là cách đây 2 tiếng. Được chưa? Đúng 3 tiếng không? Bây giờ trong dữ liệu bây giờ đấy, tôi bây giờ sửa từ 13 xuống 10 là 3 tiếng. Tôi sửa cái này xuống một ngày. Đây là ngày 29. Được chưa? 27 tiếng. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Tôi sửa cái này xuống lên là 15. 15 giờ 49 phút. 22 tiếng. Được chưa? Chưa quá 24 giờ đúng không? Thì chúng ta ở đây là gì? If deep nhỏ hơn hoặc bằng 24. À, deep lớn hơn 24 thì return error invalid token. Invalid token, nếu chúng ta được phép thì copy luôn cái này. Ở đây cái PW reset này. Đô la PW reset trỏ đến delete. Xóa luôn, đỡ mệt. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tiến hành là return một cái view là từ auth reset trừ pwd, truyền thêm cái compact dữ liệu là token ra. Xong chưa? Phần này các bạn về nhà làm tiếp cho tôi nhé. Nghĩ cách xem là chúng ta sẽ làm như thế nào. Ở đây nó chỉ cần có mỗi cái token này thôi. Có duy nhất cái token truyền ra ngoài thôi. Bây giờ các bạn phải làm như thế nào để đổi mật khẩu của cái tài khoản này. Được chưa? Tôi sẽ đẩy code lên. Và các bạn về hoàn thành nốt cái phần này cho tôi. Buổi chủ nhật chúng ta sẽ chữa nốt. Và chúng ta sẽ làm đổi mật khẩu rất dễ thôi. Ba đứa Ngà, Văn với lại Yến nó xin nghỉ nhé. Thì viết chữ